Sao lại đóng cửa? Em hóng triển lãm này lắm. Đợi anh từ hộ phố về rồi sẽ đến xem với em. Nhanh thôi mà. Đi thôi. Tôi muốn mẫu bánh giới hạn theo mùa. Xin lỗi chị, bây giờ chúng tôi không còn mẫu này nữa. Thời hạn của các cô không phải là đến cuối tháng sao? Đúng là cuối tháng, nhưng vì chuỗi lạnh của công ty có vấn đề nên miếng hoa quả cần dùng trên mẫu bánh này đã hết hàng rồi. Vậy lúc nào thì có? Chắc phải đợi 2 ngày. Nhưng trước cuối tháng thì vẫn có thể ăn được. Hay là anh chị chọn mẫu khác trước đi. Cuối tháng không biết có kịp không nữa. Hay là chọn mẫu này trước đi. Tôi lấy cái này. Được, tôi đóng gói cho anh chị. Em muốn ăn cái bánh dâu tây. Lần sau rồi ăn. Sao lại không có ai? Trên mạng nói bộ phim này bị hủy vào giờ chót rồi. Sao lại không nghe? Bên hộ phố giục anh đúng không? Không sao, anh nghe đi. Điện thoại tiếp thị thôi. Sao thế? Bảo tàng mỹ thuật đóng cửa, hụt mất bánh kem giới hạn. Bây giờ phim cũng bị hủy chiếu luôn. Em cảm thấy chuyện gì cũng không thuận lợi. Sao bây giờ em mê tín thế? Thế này đi, anh sẽ nói với họ 2 hôm nữa mới về. Đừng làm vậy, anh mau về đi. Anh càng ở lại lâu, không bằng đi sớm rồi quay lại sớm. Nhưng anh cảm thấy hôm nay rất có ý nghĩa. Có tiếc nuối mới có mong chờ và động lực. Như vậy khi anh về sẽ càng có động lực làm việc. Mong ngóng sớm được quay về. Đến lúc đó đi xem triển lãm, xem phim, ăn bánh với em. Tiêu Thượng Kỳ, Ngô Tô không phải nơi anh nghỉ ngơi tạm thời đúng không? Đương nhiên là không. Với anh thì vì có em, Ngô Tô mới là ngôi nhà thật sự của anh. Đi thôi, đi ăn bánh kem. Tôi giúp anh. Có khoảng sân xinh đẹp, nếu chán có thể mời bạn đến nhà. Trừ Từ Minh Vĩ. Không được nhân lúc anh đi vắng cho người đàn ông khác tới. Ăn uống đầy đủ. Ăn hết những thứ này anh sẽ về. Em muốn uống không? Nghi thức khai trương cần đến truyền thông, vậy nên trên danh sách giám đốc Tiêu vẫn bảo anh xem thử. Việc tuyển dụng xa rồi, vị trí còn trống, nhất định phải tìm được người trong tuần này. Tôi đã giục bên nhân sự rồi, nhưng vị trí tổng giám đốc hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn quyết định. Tiểu Kỳ, sao em tới đây? Sếp Triệu, đến đây làm gì? Em đến đưa tài liệu. Lát nữa có kế hoạch gì không? Về nhà một chuyến. Đúng lúc anh cần đến hội sở, tiện đường. Lát nữa không cần sắp xếp xe nữa. Được. Cho anh ba đi nhờ một đoạn đi. Không thành vấn đề. Nhớ kỹ, vị trí còn trống,
nhất định phải chốt được cho tôi. Vâng. Đi thôi. Sao hả? Tốt lắm. Sao quan hệ của sếp Triệu với Tiêu Thượng Kỳ tốt thế nhỉ? Tốt ư? Bất kể ở đâu, lúc nào cũng gọi thẳng tên Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ, giống như một lời nhắc nhở. Dù có tạo ra thành tích gì thì cậu mãi mãi là thằng em phía sau tôi. Hiểu chưa? Thế nào, trở về có quen không? So với Ngô Tô thì như hai thế giới khác nhau. Việc nhiều, nhịp sống nhanh, em vẫn hợp với Quý Phong hơn. Mấy tháng không gặp, em khiêm tốn nhiều rồi. Họ nói với em chưa? Anh muốn giao cho em làm dự án đầu tiên sau khi khai trương Vân Đoan. Em biết mà, khách sạn 6 sao đầu tiên của Đức Tụ nằm trên sông Hoàng Phố có rất nhiều người đang dòm ngó. Đây là một dự án cao cấp, rất được chú ý đấy. Nếu em mà làm tốt thì sẽ vang danh khắp nơi đấy. Dự án gì thế? Đám cưới của anh và Phi Nhi. Tiểu Kỳ, em biết mà. Đây mới là nguyên nhân thật sự mà anh bảo em về. Đã mấy năm rồi Tiểu Kỳ không về nhà ăn cơm nhỉ? Cũng không biết khẩu vị của cậu ấy có thay đổi không. Kệ nó không quan tâm đâu. Vậy có cần dọn phòng không ạ? Không cần. Tiểu Kỳ vẫn chưa về ạ? Con ngồi đi đã. Cô Trương, đây là gì thế? Sao lại có mùi thuốc ạ? Chuẩn bị riêng cho cháu đấy. Đây là phương thuốc tìm bác sĩ nổi tiếng để kê đơn. Đã hâm được một ngày rồi đấy. Vâng. Bố, sau này chúng ta đừng làm thế này nữa. Con không thích chút nào. Không thích cũng phải uống. Con xem gần đây mưa hơi nhiều, chân lại đau rồi đúng không? Bố nói này, nhà bác sĩ đông y này hành nghề ba đời rồi. Ông ấy dựa vào đặc điểm thể chất của con để kê thuốc cho con, trừ âm bổ khí, tốt cho sức khỏe của con. Ngày nào người cũng toàn mùi thuốc, dù tìm bao nhiêu cách thì con vẫn là thằng què mà. Con xem con kìa, vẫn hấp tấp như thế. Cô Trương đã chuẩn bị một bàn thức ăn cho con đấy. Nào, ăn đi thôi. Bố biết chuyện này từ lâu rồi à? Này em nói chuyện không đầu không đuôi gì thế? Đám cưới của Triệu Minh Hiên, anh ta nói với em à? Khoan nói những việc này đã, chúng ta ăn xong rồi nói được không? Con đã nói rồi, con muốn tự chơi ván cờ này. Đừng coi con là con cờ nữa. Không ai coi em là con cờ hết. Vậy sao lúc ở Ngô Tô anh không nói với em? Tiểu Kỳ, họ làm vậy chứng tỏ cậu ta kiêng rẻ con, sợ con. Cậu ta càng kiêng rẻ con thì vị trí của Vân Lan chúng ta càng vững vàng. Vững ư? Triệu Minh Hiên muốn nhà họ Tiêu chúng ta quỳ xuống mà kiếm tiền cả đời. Có lẽ mọi người quen quỳ rồi, nhưng con không quen. Được rồi. Bố, chuyện này không trách nó được. Thực ra mọi người đều biết chuyện của nó với Trần Phi Nhi là như thế nào. Chỉ là Triệu Minh Hiên cứ nắm chặt điểm yếu này. Em và Trần Phi Nhi thì có chuyện gì? Này, Tiểu Kỳ, bố rất muốn con về hộ phố sớm. Lần này về rồi thì đừng đi nữa. Xử lý xong chuyện, lo liệu xong đám cưới thì ở lại Vân Lan giúp anh con đi. Đây là quyết định của bố. Ngày mai con sẽ về Ngô Tô. Không phải có chuyện gì cũng theo ý con được đâu. Đừng quên, con nợ anh con đấy.
Con biết ngay bố sẽ nói câu này mà. Từ nhỏ đến lớn, câu này cứ như xiềng xích trói buộc con vậy. Bố yên tâm đi. Những gì con nợ anh con, cả đời này con sẽ trả từ từ. Nhưng là một người bố, bố không hề mắc nợ con chút nào sao? Bố đẻ ra con, nuôi con, bồi dưỡng con, bố nợ con cái gì hả? Bố ngồi đi. Tôi vẫn không hiểu, sao cậu biết hai người họ lên giường với nhau vậy? Lấy cho anh ít nước, khát nước. Trên miệng trai không có vết son nhưng có mùi son. Con gái các cậu đáng sợ thật đấy. Có lẽ đây gọi là giác quan thứ 6. Tôi lừa mấy câu là anh ta khai hết. Có người nói thế này, giác quan thứ 6 chính là tiềm thức của bạn. Có những thứ bạn không chú ý tới nhưng tiềm thức lại chú ý tới. Vì bảo vệ để bạn khỏi bị tổn thương, nó sẽ giúp bạn đưa ra phán đoán trực quan nhất. Tài khoản của bạn đã tích lũy được 6.599 điểm, sẽ hết hạn sau 24 tiếng. Phân tích lý trí quá nhỉ. Thế giác quan thứ 6 của cậu có nói cho cậu biết tại sao mãi vẫn chưa nhận được điện thoại của ai đó không? Anh chàng của cậu sao rồi? Đèn giao thông ở Hỗ Phố có thời gian đổi màu nhanh gấp đôi ở đây cơ mà. Là sao? Nhịp sống ở thành phố lớn rất nhanh. Một khi đã bận là không lo được việc gì khác. Làm gì còn thời gian nghĩ đến tôi? Được rồi, hai người các cậu đừng có ủ rũ nữa. Nhìn hai người đi. Một người thất tình, một người mất liên lạc. Tuần sau cả hai về ăn cơm nhé. Bổ sung dinh dưỡng và sĩ khí cho hai người. Nào. Nào. Việc kinh doanh thử đang gấp rút. Vị trí tổng giám đốc đến giờ vẫn chưa xác định. Nhà họ Tiêu các anh làm ăn kiểu gì thế? Vẫn còn thời gian, chúng tôi sẽ tìm tiếp. Trước khi tìm được người mà anh ưng ý, tôi có thể kiêm nhiệm. Anh nói gì? Kiêm nhiệm ư? Vân Đoan là khách sạn xa hoa đầu tiên của Đức Tụ. Anh có biết đẳng cấp của nó không? Được rồi, chuyện này tôi sẽ đích thân giám sát. Tôi đã bảo công ty tuyển dụng tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Z rồi. Anh muốn tự thuê quản lý ở bên ngoài. Trước giờ Đức Tụ chưa từng can thiệp vào chuyện nhân sự. Mọi người họp mà lớn tiếng quá nhỉ. Mọi người cứ quyết thế nhé. Vấn đề thảo luận tiếp theo. Sếp Triệu, em có ý kiến được không? Nói đi. Nghe nói anh muốn mời SD quản lý chi nhánh Hồng Kông của tập đoàn Z. Sao em biết? Người đó em quen. SD này là người Đức. Mấy năm trước, khi làm việc ở Bắc Kinh, nhân viên bản địa và nhân viên nước ngoài trong khách sạn của anh ta kéo bè kết cánh, suýt nữa thì đánh nhau to. Tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên tầm trung trở lên ở khách sạn này lên tới 30%. 30% ư? Theo em, Bân Đoan giai đoạn hiện tại chưa có đội ngũ quản lý ăn ý hoàn thiện. Nếu làm thế thì có hơi mạo hiểm đấy. Nói đúng, cậu ấy nói có lý đấy, có lý. Làm thế là hơi mạo hiểm. Đúng,
Tôi thấy cậu ấy nói rất có lý. Được. Vậy anh sẽ cho bên em thêm mấy ngày nữa, nhưng phải suy xét rõ toàn bộ yêu cầu của anh. Sức khỏe của anh đã thế này rồi, thấy mình sống lâu quá à? Không phải em về Ngô Tô sao? Em quen Eddie kia bao giờ thế? Em không biết, cha bừa ấy mà. Chỉ vì câu nói vô tình mà Triệu Minh Hiên nói trên bàn rượu. Với hiểu biết của em về anh ta không bao giờ nhắc tới chuyện gì mà không có chủ đích. Thảo nào bố muốn em ở lại. Sau khi bình tĩnh lại, em đã nghĩ rồi. Với phong cách của Triệu Minh Hiên, bảo anh và bố lừa em từ Ngô Tô về đây, chắc chắn là đã dùng thủ đoạn gì đó nhỉ? Hợp đồng của Vân Đoan đến giờ vẫn chưa ký. Có phải em thấy anh rất vô dụng không? Nói với Triệu Minh Hiên là em nhận lo liệu đám cưới. Tiêu Thượng Kỳ, anh xin lỗi. Anh không nên lừa em. Là lỗi của anh. Nhưng cũng mong em đừng ra vẻ hy sinh bản thân, cố gắng xoay chuyển tình thế trước mặt anh được không? Tình hình hiện tại chính là như thế. Mấy trăm người của Vân Lan đều phải phụ thuộc vào người khác. Anh không biết rốt cuộc em có thể xử lý tốt đến cỡ nào. Lo liệu cho đám cưới mà kiểu gì chẳng phải giao thiệp với những người tới tham dự. Trong đó chắc chắn không thiếu tài nguyên cao cấp của nhà họ Triệu rồi. Bình thường thì còn khó. Nếu anh ta đã khiến chúng ta rơi vào thế khó, thì chúng ta phải tự kiếm cách khác. Đừng kinh ngạc thế. Bố nói rồi mà. Em sẽ trả anh những gì em nợ anh. Hạn chế hút thuốc nhé. Nhiều thế này sao mình ăn hết được? Anh đang bận, chút nữa gọi lại nhé. Bảo tôi tới đài truyền hình Hỗ Phố ư? Kênh tin tức chúng ta mỗi năm đều có một suất bồi dưỡng nhân tài có tiềm năng lớn. Có thể tới kênh tin tức của đài truyền hình Hỗ Phố bồi dưỡng trao đổi một tháng. Vừa hay là cô mới đến mà, công việc cũng không nhiều lắm. Nhân cơ hội này đi mở mang kiến thức đi. Sao thế? Không muốn đi à? Tôi nhớ hình như cô là người Hỗ Phố nhỉ? Muốn đi, người nhà tôi đều ở đó mà. Hơn nữa bạn trai tôi cũng đang đi công tác ở Hỗ Phố. Tôi chỉ đang nghĩ là sao lại trùng hợp thế thôi. Mong còn không được nữa là... Thế à? Vậy có lẽ tôi phải suy nghĩ lại mới được.
Cô không phải người chỉ biết đến chuyện yêu đương đấy chứ. Tôi bảo đảm đi rồi sẽ học tập nghiêm túc, không làm kênh của chúng ta mất mặt. Được, cố lên. Cảm ơn chị. Mai cậu đi à? Nhanh thế. Dù sao cũng không có việc gì phải bàn giao cả, nên đi sớm chút thôi. Nhưng tiếc là phải tạm thời chia xa bàn ăn của chúng ta. Chu Lị Lị lại để một suất quý báu như vậy cho một người mới như cậu ư? Có phải cậu hối lộ chị ấy không? Đúng rồi, hối lộ chị ấy một miếng thịt. Nói linh tinh. Đây là định luật hấp dẫn đấy, cậu có hiểu không hả? Vốn dĩ yêu xa đã không ổn rồi, nên Tiêu Thượng Kỳ không về được thì cậu từ đó cũng tốt. Cậu nói với anh ấy chưa? Vẫn chưa. Anh ấy bận như vậy, thôi đừng để anh ấy đến đón tôi. Ngày mai tôi đi gặp anh ấy luôn, cho anh ấy một bất ngờ. Phụ nữ các cậu ấy à? Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có tùy ý tạo bất ngờ cho đàn ông. Làm gì thế? Nhà hết đồ uống rồi, xuống dưới kia mua ít đi. Cậu có uống đâu. Đúng rồi, Tiểu Nhiên, căn phòng của cậu chắc chắn chúng tôi không cho người ngoài thuê đâu. Tôi để ít đồ ở đó nhé. Cứ để đi. Cậu đấy, cậu có việc gì thì bảo Vĩ ở bên cậu. Nếu vẫn không ổn thì cậu gọi video cho tôi. Đừng ở một mình, biết không? Cậu còn sợ tôi ngã ư? Tôi không sợ. Chị Huệ của chúng ta là người nắm được thì buông được, nói ít làm nhiều mà. Đúng thế, tôi yên tâm. Cậu yên tâm nhưng tôi không yên tâm. Hứa với tôi một việc nhé. Hôm nay ngồi lắp mô hình cùng với Tiêu Thượng Kỳ, cậu ấy thật là giỏi. 5:30 tối, chúng mình cùng đến nhà ăn. Mình lựa chọn đi thật chậm. Cậu ấy cười, mình cũng ngớ ngẩn cười theo. Alo, hôm nay bắt máy nhanh thế. Hiếm khi cả hai con người bận rộn như chúng ta đều có thời gian nhỉ. Đúng rồi, anh có chuyện này muốn nói với em. Trùng hợp quá, em cũng có chuyện muốn nói với anh. Có thể là công việc của anh bên này có chút biến động. Biến động gì? Thế này đi, xem mấy ngày tới anh có rảnh không. Anh sẽ về Ngô Tô một chuyến, chúng ta nói chuyện trực tiếp. Sao thế? Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm à? Không, em đừng nghĩ linh tinh. Chỉ là anh nhớ em thôi, muốn tìm lý do để gặp em. Em muốn nói gì với anh? Không có gì. Chuyện của em cũng đợi đến lúc gặp rồi nói. Nhưng em có linh tính là chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Được. Phi Nhi, bạn cũ đã lâu không gặp. Nghe nói cậu giúp tôi chuẩn bị đám cưới. Vốn dĩ tôi không tin đấy. Cậu có vấn đề và yêu cầu gì thì cứ nói đi. Vân Lan chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Tôi thích gì chắc là cậu biết cả rồi. Con người ai cũng sẽ thay đổi. Thượng Kỳ, cậu trở nên khách sáo hơn rồi. Sửa văn kiện này theo ý của tôi nhé. Thế thôi, đi làm việc đi. Vâng. Hà Tiểu Nhiên phải không? Đây ạ. Chương trình của các anh là gì thế? Tiểu Trương, thiết bị của anh cần đã đến rồi. Tí nữa xem thử. Đồ đạc trong phòng này tôi nghĩ là vẫn phải tìm người chuyên nghiệp nhất đến bàn bạc. Tôi tin cậu. Yên tâm đi.
Tiểu Nhiên, đã lâu không gặp. Sao cậu lại ở đây? Cậu sống có tốt không? Đúng là đã lâu không gặp. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Phi Nhi, bây giờ Tiểu Nhiên là bạn gái của tôi. Hai người phải bất ngờ lắm à? Làm gì có, tôi thấy mừng cho hai người. Nhưng cũng đến giờ rồi, chúng ta có nên vào trước không? Hai người đang... Phi Nhi tới quay phỏng vấn, dùng để quảng cáo cho Vân Đoan. Phỏng vấn đúng không? Vậy đúng lúc tôi có thể giúp đỡ, đi cùng đi. Từ từ thôi. Em không sao chứ? May mà cô chưa đi. Sếp Tiêu, cô Trần, mọi người quen nhau à? Đúng rồi, tôi giới thiệu với anh, đây là bạn gái tôi, Hà Tiểu Nhiên, mới tới kênh thời sự của đài chúng ta. Sau này mong anh giúp đỡ cô ấy. Tôi biết rồi, đàn em của Tô Tô đương nhiên phải giúp đỡ rồi. Tiểu Nhiên, lát nữa cô phải ký giấy giao nhận giúp tôi, không thành vấn đề. Cô Trần, chúng ta đi chuẩn bị. Sao anh biết em ở kênh thời sự? Tối qua em gọi điện, không phải là muốn nói chuyện này sao? Cứ nghĩ mình thông minh lắm. Thượng Kỳ, ekip chương trình nói chụp ảnh quảng cáo trước. Họ chuẩn bị hai bộ quần áo cho tôi. Cậu thấy cái nào đẹp hơn? Để ekip quyết định đi. Tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Tôi thấy mặc bộ này đi, tôn dáng hơn. Tôi kéo khóa lên giúp cậu. Cậu ấy sắp kết hôn à? Với Triệu Minh Hiên. Anh ba của anh ư? Đẹp quá. Cô không làm ngôi sao thì tiếc thật. Khí chất quá ăn ảnh, quá nổi bật. Xin chào. Chào cô. Cô Trần, chúc mừng cô sắp bước vào cung điện hôn nhân. Cô có thể chia sẻ cho chúng tôi biết cô và anh Triệu đã yêu nhau như thế nào không? Lúc đó tôi đang học piano ở nước ngoài. Trong một buổi biểu diễn, xin lỗi tôi hơi căng thẳng, không sao. Có một lần anh ấy tới nghe buổi biểu diễn của tôi, rồi chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ấy học piano từ khi nào? Không biết. Nghe nói ngoài piano ra, cô còn nhiều sở thích khác nữa. Ví dụ như vẽ tranh, thể thao và luôn kiên trì làm những hoạt động từ thiện. Đúng, tôi rất thích mấy việc này. Đây còn là Trần Phi Nhi mà em quen không? Người cậu ấy lấy là Triệu Minh Hiên. Rất nhiều chuyện đều phải trả lời có chọn lọc. Em hiểu. Giống như anh lừa em là không còn liên hệ với cậu ấy nữa. Tiểu Nhiên, cuối cùng cô có thể chia sẻ với chúng tôi về đám cưới lần này không? Có lẽ đây là đám cưới thế kỷ mà khán giả của chúng tôi mong chờ nhất. Nghe nói anh Triệu còn có lòng nhờ bạn thân nhất của cô phụ trách đám cưới, để cho cô một đám cưới hoàn hảo nhất. Bản thân tôi cũng rất mong chờ. Đó là bạn thân của chúng tôi. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn cô Trần một lần nữa. Xin cảm ơn. Bạn chung mà cậu ấy nói là anh nhỉ? Anh có thể giải thích? Không cần, em biết khá rõ rồi. Tiểu Nhiên, em đừng nghĩ lung tung. Tiểu Nhiên, đi tẩy trang với tôi được không? Bây giờ ư? Có cần tôi giúp cậu gì không? Bây giờ cậu điềm tĩnh quá, không giống Hà Tiểu Nhiên mà tôi quen trước kia cho lắm.
Con nhà dòng dõi tri thức, biết đánh đàn piano, thích vẽ tranh, thích chơi thể thao. Cũng là cậu mà tôi không quen. Cậu còn nhớ hồi học đại học, chúng ta đi chơi làm gốm không? Nhào nặn một lúc rồi cho lên nung, vẽ men là thành một bình hoa không đến nỗi nào. Vậy nên cậu để mặc họ nhào nặn lại cậu, nặn ra hình tượng của công chúa Vân Đoan à? Ít ra đây là kết quả tốt nhất đối với tôi. Thứ hàng lỗi như tôi